Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, như vậy gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa được thâu nhiếp tóm được, các đại Bồ Tát học trong đó có thể làm được nhiều việc. Bát Nhã Ba La Mật Đa được thâu nhiếp tóm được như vậy, chúng tân học Bồ Tát cần nên học, cho đến đại Bồ Tát trụ địa thứ 10 cũng phải siêng năng tinh tấn tu học. Nếu đại Bồ Tát luôn siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa được thâu nhiếp tóm lược như vậy, thì có thể như thật biết tướng rộng hẹp của tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu nhiếp tóm lược là pháp môn vi diệu, chỉ có chúng đại Bồ Tát lợi căn mới có thể ngộ nhập được. Phật dạy: thiện hiện pháp môn ấy, hàng đại Bồ Tát căn lanh lợi, căn trung bình, căn ám độ, vân vân đều có thể ngộ nhập pháp môn ấy không bị chướng ngại. Các đại Bồ Tát căn định hay không định, nếu chuyên tâm tu học thì cũng đều ngộ nhập. Thiện hiện nên biết pháp môn ấy rất vi diệu thanh tịnh. Những người biếng nhác, ít tinh tấn, mất chánh niệm, tâm tán loạn, tu tập ác tọa thì không thể ngộ nhập được. Còn những ai không giải đãi, luôn tinh tấn, đầy đủ chánh niệm, khéo nhiếp tâm, tu tập diệu tọa mới có thể ngộ nhập. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát muốn trụ vào hàng Bồ Tát bất thối chuyển, lần lượt đến địa thứ 10 thì phải siêng năng phương tiện nhập vào pháp môn này. Nếu đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, phải siêng năng phương tiện nhập vào pháp môn này. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát theo học những gì đã nói trong kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, thì đại Bồ Tát đó có thể học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng có thể học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng có thể học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, cũng có thể học thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo, cũng có thể học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng có thể học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể học pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, cũng có thể học tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng có thể học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng có thể học pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, cũng có thể học năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng có thể học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng có thể học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng có thể học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng có thể học tất cả hạnh của đại Bồ Tát, cũng có thể học quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng có thể học trí nhất thiết trí. Sau khi đại Bồ Tát ấy đã học như vậy rồi, có thể chứng đắc bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát học theo những gì đã nói trong kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, thì tất cả ma sự đại Bồ Tát ấy đều giác tri, nên vừa sanh khởi liền diệt ngay. Cho nên, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn mau diệt trừ tất cả nghiệp chướng, muốn gìn giữ phương tiện thiện xảo, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, có lúc đại Bồ Tát siêng năng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì lúc ấy đại Bồ Tát liền được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tại đang nói chánh pháp ở vô lượng vô biên thế giới cùng hộ niệm. Vì sao? Vì chư Phật ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này mà sanh ra. Cho nên, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên nghĩ như vậy: pháp mà chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đã chứng đắc, ta cũng sẽ chứng đắc. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nếu siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên, này thiện hiện, các đại Bồ Tát không nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, mà hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tùy thuận tu hành, dù trong khải móng tay, thì đại Bồ Tát ấy đạt được phước đức rất nhiều. Giả sử có người dùng phương tiện thiện xảo giáo hóa tất cả hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới, đều khiến họ an trụ vào bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa,
hoặc khiến họ an trụ vào thanh tịnh giải thoát trí kiến, hoặc khiến họ an trụ vào quả dự lưu cho đến A-la-hán, hoặc khiến họ an trụ vào độc giác Bồ-đề. Người ấy, mặc dù được phước đức nhiều vô lượng, nhưng vẫn không bằng phước đức của người tùy thuận tu hành kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chỉ trong thể móng tay. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể sanh tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh ngự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể sanh tất cả thanh tịnh giải thoát trí kiến, có thể sanh tất cả quả dự lưu cho đến A-la-hán, có thể sanh tất cả độc giác bồ đề. Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà được xuất hiện, độ thoát vô lượng vô biên hữu tình.